Xin kính chào kênh Bất Động Sản Giang Lo. Xin kính chào quý cô chú anh chị em nè. Ngày hôm nay đó Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố bề ngang tới tận 6,5m, sâu trong 18m. Nhà được thiết kế một trệt, một lẫn và hai lầu nha. Trong căn nhà được thiết kế full nội thất cao cấp nè. Và căn nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố tân cổ điển. Cái mẫu này, nhà này mình nhìn cái cảm giác căn nhà rất là cứng cáp và đồ sộ luôn. Bề ngang tới tận 6,5m nên anh chủ nhà sử dụng hai hệ thống cửa. Lớp cửa chỉ là cửa hậu, còn cái cửa chính đây là chúng ta vô xe máy và xe hơi chúng ta vô nhà vẫn được thoải mái nha. Căn nhà nằm ở tọa lạc là xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà chúng ta đi qua phía quận 7 cũng rất gần nè, tầm khoảng 10 15 phút là chúng ta qua phía quận 7 rồi. Và giá hiện tại đang rao bán là 6.900.000 đồng và giá này vẫn còn thương lượng. Quý cô chú anh chị em xem video clip càng Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là càng Giang hỗ trợ đi xem nhà thì xin liên hệ với Giang nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của căn nhà. Hiện tại trong không gian của khu vực đây nè là chúng ta đậu được một chiếc xe hơi từ 4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ chúng ta vô thoải mái luôn. Tại bề ngang căn nhà nó tặng 6,5m mà. Và đây ở phía trước ta có một khoảng trống, đây chúng ta có thể đậu được xe máy nha, vài chiếc xe máy ta để góc này. Do căn nhà được thiết kế thì kiểu nhà phố tân cổ điển đó, nên chúng ta vô nhà cảm giác khá là bắt mắt và sang trọng. Đây, toàn bộ nội thất nè. Và những cái đường chỉ đường thạch cao á, sử dụng những ánh lớp vàng mà vàng trong đất là bắt mắt. Ở đây có sẵn bộ sofa, sofa này rất là đẹp. Đó, nội thất là sang trọng nha. Còn góc này chúng ta có sẵn cái tivi nè. Một hệ tủ để tivi luôn. Có sẵn tivi rồi. Và có nhiều cái ngăn học tủ đây. Chúng ta để đồ trang trí vật dụng linh tinh. Rồi bây giờ cùng với Giang di chuyển qua góc bên đây. Ngăn cách giữa khu vực để xe và ở khu vực bếp, khu vực phía sau á, ta có sẵn một cái hệ tủ. Hệ tủ đây cho quý ông có thể trưng bày những chai rượu của mình. Và ngoài ra kết hợp có nhiều cái hộp tủ đây để đồ vật dụng linh tinh cũng được nha. Và ở không gian phía sau khu vực bếp và phòng ăn đây á, bố trí rất rộng rãi và thoải mái luôn. Giang xin nhắc lại là căn nhà bề ngang tới tận 6,5m mà. Nên mình vô căn nhà cảm giác là từ trước ra sau rộng. Trong khu vực bếp đây đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị, đầy đủ cái công năng cho mọi người rồi. Từ tủ lạnh side by side nè, rồi máy hút mùi, bếp điện từ, bề mặt để sử dụng đá hoa cương. Cái đá này khá là lạ mắt nha mọi người, đó màu xanh luôn, đẹp. Bề mặt để sử dụng đá hoa cương nè. Tủ bếp thì đóng kịch trần rồi, rất nhiều hộp tủ cho chúng ta để đồ. Ở khu vực đây chúng ta có một cái bàn rửa chén. Cái khu vực bếp đây anh chủ nhà thiết kế sẵn một cái bàn đảo. Bàn đảo đây đặc biệt những anh chị ở bên nước ngoài về, nhân Việt kiều về rất thích cái này. Khi chúng ta nấu ăn qua rồi, chúng ta để đồ ăn qua đây. Hoặc là chúng ta làm một cái ghế tạo cho một cái bàn ba nhỏ nhỏ cũng vẫn được. Và khi nấu ăn qua rồi, chúng ta phải có một không gian thân thức. Đây, bên góc này chúng ta có sẵn bộ bàn ăn 6 ghế nè. Đó, ta cần ta bỏ thêm một hai ghế trong hợp khách tới chơi nhà. Có thể ngồi được 10 người. Và góc này ta có một cái ngăn hộp tủ, có thể trang trí đồ để cây xanh, đồ kỷ niệm, mặc niệm ta để đây nha. Và ở phía sân sau á là nơi lấy gió ánh sáng, ngoài ra có một tiểu cảnh, có một sân vườn nho nhỏ. Đây tiểu cảnh hòn non bộ trông rất đẹp. Và chúng ta có sẵn cái toilet luôn, trong toilet đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú anh chị em xong từng trệt căn nhà nè. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên tầng lửng và trên lầu để xem trên đó được thiết kế như thế nào nhé. Và đây là không gian tầng lửng của nhà, rộng rãi và thoáng mát luôn. Đây chúng ta có thể để cái bộ sofa hoặc là nhà mà chúng ta có con nhỏ để bàn học hoặc là đàn piano để đây là hợp lý nhất nha. Chúng ta đi ra phía trước đi. Đó có cái ban công này cũng khá là nhỏ. Đây, ban công ở phía trước tầng lửng. Bây giờ cùng với Giang đi ra phòng ngủ. Do cái tầng lửng này nè, chúng ta được thiết kế sẵn có cái phòng ngủ nè. Đây, phòng ngủ đã đầy đủ nội thất luôn, full nội thất. Từ có cái toilet, trong toilet đã được bố trí đầy đủ thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Góc này sẵn tủ quần áo nè, rất nhiều ngăn tha hồ cho chúng ta để đồ. Còn góc này là có nội thất như giường ngủ. Màu sắc và thiết kế của nhà này nhìn khá là bắt mắt và sang trọng đó. Giường ngủ nè, rồi đối diện nó hệ tủ để tivi, máy lạnh cũng đã sẵn sàng. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú anh chị em xong ở tầng lửng căn nhà nè. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu nhé. Và đây là trên lầu 1 của nhà. Trên lầu 1 giữa đường lùn bộ thang chúng ta có một khoảng trống. Khoảng trống này chúng ta để bộ sofa nhỏ sinh hoạt gia đình riêng tư cũng được nha. Và trong phòng ngủ ở phía sau, hiện tại phòng ngủ phía sau đây giống y chang như phòng ngủ ở phía dưới thôi. Nội thất đầy đủ và có sẵn cái toilet nè. Góc này tủ quần áo.
Nói chung căn nhà này tất cả gồm 4 phòng ngủ thì mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng và trong phòng đã được bố trí đầy đủ thiết bị nội thất rồi. Sang trọng mà bắt mắt luôn. Căn này chúng ta chỉ cần mua về xách vali vào ở thôi nha. Bây giờ cũng chen ra phòng phía trước. Cái phòng phía trước này nó còn rộng hơn so với hai phòng vừa rồi mình vừa xem. Góc này toilet. Đó. Không gian rất là rộng rãi luôn, mặc dù để giường ngủ nè, tủ quần áo, bàn trang điểm rồi bàn làm việc bỏ vô hết rồi, nhưng mà có một cái không gian rộng rãi và di chuyển rất là thuận lợi. Và đối diện đó là có sẵn ngoài tủ để tivi nè. Và ở phía trước ta có ban công. Ban công này cũng khá là nhỏ, không được rộng nha mọi người. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú chị em xong ở lầu 1 căn nhà rồi. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 2 nhé. Đây là trên lầu 2 của nhà. Trên lầu 2 thì chúng ta gồm một cái khoảng trống ở đường lầu cầu thang. Rồi có một phòng ngủ phía sau. Ta vô cái phòng ngủ trước. Đây, hiện tại nội thất ở trong phòng ngủ đầy đủ rồi. Góc này có cái toilet. Vô ngủ nè, tủ quần áo, tắp tivi, kệ tivi, bàn trang điểm nữa. Nói chung căn nhà này chúng ta mua về và xách vali vô ở thôi nha. Và ở trên tầng 2 này chúng ta có sẵn một cái góc này. Góc đây chúng ta là làm phòng thờ. Đó. Không gian rộng rãi, ta cúng kiến thoải mái luôn. Và ở phía trước ta có một cái không gian gọi là sân thượng trước nè. Đó, nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng hoặc là những tiệc thân mật bên dì thân bạn bè cũng rất là tuyệt vời. Vừa rồi Giang đã giới thiệu quý cô chú và em xong căn nhà nè. Mọi người xem video clip cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xem nhà, xin liên hệ với Giang nha. Số điện thoại trên cùng phía tay trái màn hình nè. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.